Trước tình trạng loạn nội dung xấu độc hại, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết sẽ có cuộc thanh tra toàn diện TikTok tại Việt Nam và xử lý nghiêm nếu có sai phạm. Dự kiến từ tháng 5 năm 2023, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ thanh tra toàn diện TikTok tại Việt Nam, đồng thời xử lý nghiêm đối với những trường hợp không tuân thủ pháp luật của nền tảng này trong quá trình hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. Tuy sở hữu số lượng người dùng lớn và mới bùng nổ vài năm trở lại đây, TikTok liên tục vướng vào lùm xùm, xuất hiện nội dung xấu độc hại như là phim ngắn, phản văn hóa, dung tục, các thông tin sai sự thật, truyền bá mê tín dị đoan, nhiều nội dung cổ suý, hành vi phạm tội. TikTok là nền tảng video ngắn, chủ động phân phối nội dung theo thuật toán tới người xem. Trong khi những nền tảng khác như là Facebook, YouTube cung cấp nội dung dựa trên nhu cầu của người dùng. Theo đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ này sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện có sai phạm. Bộ cũng sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng áp dụng nhiều giải pháp mạnh tay và triệt để. Thưa quý vị, trao đổi với báo chí chiều ngày 3 tháng 4, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết giá điện sẽ tăng nhưng mức tăng cụ thể, thời điểm tăng sẽ được tính toán kỹ lưỡng để đảm bảo tổng hòa lợi ích như là bài toán cân đối tài chính cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, lợi ích của người dân, doanh nghiệp sản xuất và kiểm soát lạm phát. Theo kết quả kiểm tra của Bộ Công Thương tại Việt Nam, năm 2022, tổng chi phí sản xuất kinh doanh điện của EVN là gần 493.300 tỷ đồng, tương đương với giá sản xuất là 2.032,26 đồng 1 kWh. Tương đương với giá sản xuất 2.032,26 đồng 1 kWh, tăng 9,27% so với năm 2021. Với giá bán lẻ điện bình quân duy trì ở mức là 1.864,44 đồng 1 kWh từ tháng 3 năm 2019 cho đến nay, EVN lỗ gần 168 đồng mỗi kWh điện bán ra. Cả năm ngoái, tập đoàn này đã lỗ hơn 36.294 tỷ đồng từ sản xuất, kinh doanh điện. Được biết, kết quả kiểm tra kể trên sẽ là cơ sở để Bộ Công Thương và EVN tính toán đề xuất điều chỉnh giá bán lẻ điện. Theo thống kê từ nhóm nghiên cứu một ngân hàng, trên thị trường mở tuần từ ngày 27 tháng 3 đến ngày 31 tháng 3, Ngân hàng Nhà nước chào thầu 25.000 tỷ trên kênh cầm cố, kỳ hạn 28 ngày với lãi suất là 5,5%, song không có khối lượng trúng thầu. Kể từ sau khi Ngân hàng Nhà nước kích hoạt hai đợt giảm lãi suất điều hành ngày 14 tháng 3 và gần đây nhất là ngày 31 tháng 3, các ngân hàng hạn chế vay vốn trên thị trường mở. Sở dĩ các ngân hàng không mặn mà với kênh cho vay của Ngân hàng Nhà nước trên thị trường mở là do lãi suất liên ngân hàng Việt Nam đồng đã giảm đáng kể. Về kế hoạch đấu thầu, trong tuần từ ngày 3 tháng 4 đến 7 tháng 4, Kho bạc Nhà nước dự kiến gọi thầu 8.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp, trong đó kỳ hạn 5 năm gọi 3.000 tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm gọi 2.000 tỷ đồng, kỳ hạn 15 năm gọi 2.000 tỷ và kỳ hạn 30 năm gọi 1.000 tỷ. Giá trị giao dịch outright, giao dịch mua bán thông thường và report, giao dịch mua bán lại trên thị trường thứ cấp tuần qua đạt trung bình là 5.205 tỷ đồng một phiên, giảm mạnh so với mức 8.285 tỷ đồng một phiên của tuần trước đó. Cua Cà Mau nuôi kết hợp trong vuông tôm của nhiều hộ dân ở huyện Nam Căn, Cà Mau chết trên diện rộng, mức độ thiệt hại ngày một gia tăng. Nhiều người dân ở Nam Căn phản ánh, thông thường cua nuôi nếu phát triển tốt sau từ 4 đến 5 tháng sẽ thu hoạch. Cuối năm ngoái, cua chết rải rác và sau đó lan rộng và gia tăng thiệt hại khoảng một tháng này. Theo Đại trạm Khuyến Nông, huyện Nam Căn, Cà Mau cho biết, trên địa bàn xuất hiện dấu hiệu cua bệnh và chết rải rác ở một vài hộ từ tháng 12 năm 2022 với mức độ thiệt hại thấp. Tuy nhiên, thời gian gần đây vào khoảng đầu tháng 3 thì dấu hiệu cua bệnh và chết có chiều hướng tăng ở hầu hết các xã, thị trấn trên địa bàn với diện tích khoảng 6.400 ha. Mức độ thiệt hại trung bình từ khoảng 20 đến 30% trên tổng số cua thu được. Cá biệt cũng có hộ thiệt hại từ 60 đến 70%. Mùa khô các năm 2021-2022, cua Cà Mau cũng chết hàng loạt ở các huyện. Sau khi lấy mẫu, ngành chức năng xác định cua chết do nhiễm ký sinh trùng Sacculina. Đến thời điểm này, chưa có giải pháp phòng ngừa cũng như đặc trị đối với mầm bệnh này.
Vào tối mùng 3 tháng 4, công ty sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy tiếp tục có thông tin về việc sản phẩm sữa đậu nành Famicasi phát hiện nhiễm vi khuẩn coliform bị thu hồi ở Nhật Bản. Vinasoy nhận định việc 25 thùng sữa đậu nành Famicasi bị phát hiện nhiễm khuẩn coliform tại Nhật Bản chỉ xảy ra đơn lẻ trong quá trình vận chuyển và lưu thông. Nói thêm về quy trình sản xuất, nhà sản xuất cho biết coliform không thể tồn tại khi qua các công đoạn khử hoạt tính enzyme dưới nhiệt độ 120 độ C và tiệt trùng UHT với nhiệt độ 137-140 độ C trong dây chuyền của công ty, do loài vi khuẩn này dễ dàng bị tiêu diệt ở nhiệt độ thấp hơn. Hơn nữa, coliform có khả năng lên men đường, tạo ra axit và khí ở 35-37 độ C trong vòng 2-4 ngày. Sữa đậu nành đóng trong bao bì giấy nếu bị nhiễm coliform sẽ bị phồng hộp, kết tủa và có vị chua nên dễ dàng nhận biết. Trước đó, công ty Next Chesting ở phường Mihama của thành phố Chiba, Nhật Bản nhập khẩu lô sữa đậu nành Fami Casium Soy Milk từ Việt Nam vào địa phương ngày 6 tháng 3 với tổng cộng 640 hộp, trong đó có 15 thùng, mỗi thùng 36 hộp loại 200ml và 10 thùng loại 10 hộp 1 lít. Thưa quý vị, trong bối cảnh cạnh tranh kinh tế toàn cầu, khi các nước đều coi nguồn nhân lực là lợi thế của quốc gia, thì sự ra đời của công dân thứ 100 triệu là dấu mốc quan trọng giúp nâng cao vị thế trong khu vực và trên thế giới. Lợi thế này càng rõ nét bởi cùng với dân số đông là cơ cấu dân số vàng với gần 70% dân số trong độ tuổi lao động. Tuy nhiên, làm sao để tận dụng được lợi thế này lại không phải là điều đơn giản, khi trong số gần 52 triệu người thuộc lực lượng lao động có tới gần 74% lao động không có trình độ chuyên môn kỹ thuật, tạo rào cản lớn đối với các doanh nghiệp trong việc tuyển dụng và sử dụng. Đối với ngành may, để đào tạo được một lao động làm việc thuần thục phải mất hơn 3 tháng. Việc tuyển lao động lành nghề ngay từ đầu gặp khó khăn nên hầu hết các nhà máy phải cho người lao động vừa học vừa làm để giải quyết tình trạng thiếu nhân lực. Như lao động may ấy, thì bây giờ là chúng tôi hàng năm chúng tôi tuyển thì là mất nên hơn 70% là những cái lao động chưa biết nghề. Cái đấy là cái khó khăn của doanh nghiệp. Đối với những cái công nhân may thì là thường xuyên là đào tạo, là tự đào tạo. Còn những cái khối nghiệp vụ thì chúng tôi cũng có thể là mời các cái chuyên gia hoặc là phải liên kết với cả các cái khối trường đại học giảng dạy thêm các cái nghiệp vụ. Báo cáo yêu cầu kỹ năng mềm của lao động trong thời kỳ hội nhập cho thấy đa số sinh viên tốt nghiệp ra trường thiếu kỹ năng mềm, 40% phải được kèm cặp lại tại nơi làm việc, 41% cần thời gian làm quen với công việc, 50% lao động tốt nghiệp phổ thông không có kỹ năng họ cần. Lao động tốt nghiệp đại học cũng chưa đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp nên phải được đào tạo lại hoặc bổ sung kỹ năng. Thường là đưa ra các vấn đề yêu cầu về chuyên môn, nhưng mà bên cạnh là chuyên môn các bạn ấy đáp ứng thì các bạn ấy phải có các kỹ năng mềm và tiếng Anh. Thì một nhân sự mà để tuyển dụng đầy đủ các yếu tố đấy thì cũng rất là khó. Lao động trẻ Việt Nam hiện nay thiếu khá nhiều kỹ năng, nhất là các kỹ năng mềm, kỹ năng về cảm chế cảm xúc vân vân, cũng như là các kỹ năng về công nghệ và ngoại ngữ. Thì những cái điều này thực sự là rất ảnh hưởng cho đến cho cái việc quá trình phát làm việc trong doanh nghiệp như là phát triển đất nước. Là quốc gia có lực lượng lao động dồi dào với 52 triệu người, thế nhưng chỉ có hơn 26% lực lượng lao động có bằng cấp chứng chỉ. Trong báo cáo về mức độ sẵn sàng cho nền sản xuất trong tương lai do Diễn đàn Kinh tế Thế giới công bố, Việt Nam chỉ xếp hạng thứ 70 trên 100 về nguồn nhân lực và 81 trên 100 về lao động có chuyên môn cao. Làm thế nào để lao động ấy, người ta có thể thích ứng được với lại cái điều kiện mới, ví dụ như là với nghề nghiệp mới, ví dụ với lại đào tạo mới. Bản thân các cái địa phương ấy, họ cần phải hỗ trợ ngay các trung tâm về hướng nghiệp, trung tâm lao động việc làm để tạo điều kiện cho việc đào tạo lao động. Các cái doanh nghiệp thì nơi mà có các cái lao động trẻ như vậy làm việc thì nên tăng cường đầu tư các cái kỹ năng cho các em và đầu tư nhất là cái công nghệ hiện nay thay đổi liên tục, thì cái kỹ năng mà công nghệ số rồi và đặc biệt là cái kỹ năng mềm, cái việc nâng cao kỹ năng cho lao động trẻ thì là trách nhiệm của rất là nhiều các cơ quan có liên quan, ví dụ như là các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực đào tạo giáo dục phổ thông cũng như là đào tạo về nghề nghiệp và đại học trên đại học thì cần phải lưu ý vấn đề đó. Việt Nam đang trong thời kỳ dân số vàng, nhưng cùng với đó là sự già hóa dân số đang diễn ra với tốc độ thuộc nhóm nhanh nhất thế giới, kéo theo sự già hóa của lực lượng lao động.
Điều này cũng nghĩa là áp lực việc làm, an sinh xã hội cho người cao tuổi sẽ là vấn đề cần phải được tính toán giải quyết ngay từ lúc này, cùng với các giải pháp hiệu quả để biến lợi thế lao động dồi dào trở thành động lực cho tăng trưởng. Hơn kém nhau 38.000 đồng khi mua sắm cùng loại dịch vụ giữa thành phố Hà Nội và các địa phương khác cũng có thể xem là một biểu hiện cụ thể của sự khác biệt trong bức tranh giá cả sinh hoạt của địa phương top đầu Hà Nội và top cuối Nam Định. Tuy nhiên, điều khá lạ là giá cả một số các dịch vụ của Hà Nội lại đắt hơn thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm kinh tế lớn nhất của cả nước. Điều này có không ít nguyên nhân chủ quan, nhưng cũng có nguyên nhân đến từ hạn chế trong khâu kết nối cung cầu, bán lẻ của thủ đô. Chỉ số giá sinh hoạt theo không gian tính bằng 11 thành phần hàng hóa trong rổ hàng hóa tính CPI. Với giá cả so sánh tham chiếu là Hà Nội, các địa phương khác so sánh tương quan. Trong đó Hà Nội đứng thứ nhất, Quảng Ninh thứ hai và thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ ba. Tổng cục Thống kê cho rằng nguyên nhân đến từ việc Hà Nội là đô thị đông đúc, tập trung dân cư nên cầu hàng hóa tiêu dùng cao hơn các địa phương khác. Hà Nội là một trong những các cái trung tâm lớn của cả nước về kinh tế và văn hóa. Do đó khi mà cầu tiêu dùng tăng lên thì nó tác động vào giá cả hàng hóa và làm tăng cái giá tiêu dùng của Hà Nội so với cả mặt bằng chung. Do đó là nó có cái sự tác động tới giá cả hàng hóa của Hà Nội rất nhiều khi mà tính cái chỉ số giá sinh hoạt theo không gian. So sánh với đầu cầu kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội 100% có 3 nhóm hàng hóa có chi phí cao hơn gồm may mặc, mũ nón và giày dép bằng 78,07%, văn hóa, giải trí và du lịch bằng 91,72%, thiết bị và đồ dùng gia đình bằng 94,34%. Bên cạnh nguồn cung hàng hóa dồi dào, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân, thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức kết nối cung cầu bán lẻ hàng hóa. Theo đó, giá tiêu dùng các mặt hàng thiết yếu có xu hướng thấp hơn so với Hà Nội. Điều này được chuyên gia thương mại Vũ Vinh Phú thừa nhận. Một cái nữa là cái hệ thống phân phối của Hà Nội nó còn nặng nề bao cấp, hệ thống chợ đầu mối, hệ thống siêu thị nó cũng nhiều hơn, con người cũng năng động hơn. Một vấn đề nữa là cái chia sẻ ở trong cái hệ thống phân phối của Hà Nội đấy, trong cái chuỗi sản xuất phân phối ấy, là bị chia cắt, hiểu không? Chèn ép lẫn nhau để giá lên. Tôi nói ví dụ cái này nó nhiều rồi. Một cái bó rau cải, một con cá vào siêu thị chiết khấu 2-3. Đây không phải lần đầu tiên Hà Nội dẫn đầu 63 địa phương về chỉ số giá theo không gian. Năm ngoái trong báo cáo chỉ số giá theo không gian 2021, Hà Nội cũng dẫn đầu cả nước về chỉ tiêu này. Tổng cục Thống kê khuyến nghị các địa phương trong đó có Hà Nội cần có thiết kế phù hợp để người dân hạn chế tác động từ khoảng cách giá cả. Cơ sở hạ tầng để làm sao chúng ta giảm được cái chi phí vận tải giữa các địa phương thì từ đó nó sẽ giúp cho chúng ta giảm cái độ chênh lệch về giá. Các bộ ngành và địa phương cũng cần phải đẩy mạnh cái việc là thực hiện các cái chính sách hỗ trợ về giáo dục, về y tế, rồi về nhà ở, điện nước cho các cái hộ gia đình nghèo, hộ gia đình khó khăn, đặc biệt là trong cái lúc mà giá cả hàng hóa tăng cao. Thế và thứ ba nữa theo chúng tôi đó là cần phải phát triển các cái ngành thương mại ở các cái vùng sâu, vùng xa, rồi miền núi, vùng hải đảo, thông qua cái việc là chúng ta phát triển cái hệ thống phân phối sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ ở những các cái vùng này. Thì trong báo cáo chỉ số giá sinh hoạt theo không gian 2022, không chỉ Hà Nội, có tới 30 địa phương có sự gia tăng mức độ đắt đỏ trong chi phí sinh hoạt, trong khi có 33 địa phương giảm hoặc giữ nguyên. Các chuyên gia cho rằng nếu tăng trưởng kinh tế lại đi kèm với sự gia tăng mức độ đắt đỏ, thì người dân sẽ không thật sự thừa hưởng thành quả của sự phát triển. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Dòng chảy cuộc sống của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Người đi thuê nhà tại Hà Nội muốn đăng ký thường trú trong các quận nội thành, nơi ở phải có diện tích tối thiểu từ 15m². Đây là đề xuất đáng chú ý được thành phố đưa ra để lấy ý kiến trong dự thảo nghị định quy định về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn ở nhờ. Đề xuất này được kỳ vọng sẽ góp phần giảm áp lực dân cư nội đô, ổn định an ninh trật tự, đảm bảo đời sống an sinh xã hội của người dân. Tuy nhiên có không ít băn khoăn xung quanh đề xuất này. Nội dung cụ thể sẽ có trong Dòng chảy cuộc sống ngày mai.